Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front end với lại React cơ bản. Thì bữa nay thì là buổi 2 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường và các công cụ. Thì cái React này thì nó chạy ở trên cái môi trường là Node.js, thì chúng ta cần phải cài đặt. Đầu tiên là cài đặt Node.js. Và tiếp theo thì chúng ta cần phải cài đặt cái thằng Jan. Thì thằng Jan là một cái công cụ để chúng ta quản lý cái thư viện hay là quản lý mấy cái dependency của thằng React. Tiếp theo thì chúng ta cần phải có một cái tool để viết code. Thì đó là cái công cụ là Visual Studio Code. Thì đây là cái công cụ mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt. Tuy nhiên nếu mà các bạn nào mà rành và thích sử dụng một số cái công cụ khác thì cái đó thì tùy thuộc vào các bạn. Còn nếu mà bạn nào mà chưa xài bất kỳ cái công cụ nào thì các bạn có thể cài đặt cái Visual Studio Code như cái hướng dẫn của tôi. Rồi cuối cùng thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái React JS Code Snippet. Thì đây là một cái nút in để chúng ta cài đặt cho cái thằng Visual Studio Code. Thì để cài đặt công cụ như là Node.js thì các bạn có thể vô cái khóa học lập trình front-end với React cơ bản của tôi tại cái trang học lập trình online.net. Thì các bạn đi theo một số cái bài học như là bài 3 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Node.js. Rồi theo là bài 4 là cài đặt Jan, bài 5 là cài đặt Visual Studio Code và bài 6 là cài đặt React.js Code Snippet Routine. Đó thì các bạn có thể vô cái trang web học lập trình online.net của tôi và đi theo các bài học về cái phần cài đặt này. Đó thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tới đây thôi, thì tôi xin tạm dừng video rất của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.